bộ phim Câu chuyện dưới ánh sao, tập 19. Xin chào, tôi là Tuệ Bình. Tử Hào, em yêu anh lắm. Lần này bộ phim Lời thì thầm của cậu dòng của anh, nhất định phải chọn em đóng vai nữ chính nha. Tử Hào, Tử Hào, Tử Hào. Cái mặt như vậy mà cũng muốn đóng vai làm Tiểu Vũ, tôi đóng còn có lý hơn. Hết biết. Ông nội, chào đạo diễn. Tôi tên Tôn Dượng, Tôn Ngộ Không chữ Tôn, Dượng Tài chữ Dượng. Tôi là người kế thừa đời thứ 9 của Hồng Quyền. Tôi lợi hại lắm đó. Tôi trên hiểu thiên văn, dưới hiểu địa lý. Đồng Đồng à, con có thấy không? Có nghe không? Nhớ mang những gì của ông và cái này cho đạo diễn xem nha. Tiểu Vũ, cột dòng xa tận chân trời, biết rõ không giới được, tại sao em vẫn không chịu bỏ cuộc? Cột dòng có thể không ở trên trời, cột dòng có thể ở trong bụng, ở trong bụng của ông. Vậy ông vào nhà xí tiêu nó ra. Khoan, cột dòng có thể ở trong lòng. Thôi đi, không tập nữa, không có cảm giác gì hết. Cái thằng này thiệt là, nói tập là tập, nói đi là đi. Mày không xong với tao đâu. Ông à, Đồng Đồng, ông nội ăn trái cây. Được, cảm ơn nha. Cái thằng đó nhờ ông tập với nó. Một hồi nói ông không đủ chuyên nghiệp, không đủ lãng mạn, lại nói ông không nghiêm chỉnh, tức chết đi được. Thôi con tập đi. Lời thì thầm của cầu vồng, con tập đi. Vì nó nói phim này hay lắm, tập diễn với nó nha. Bây giờ ông không muốn tập nữa, con xử nó đi. Con không cần. Mày không cần. Mày muốn chết. Mày không cần. Mày không cần hả? Không cần hả? Không cần hả? Không cần mà, con đau bụng quá. Bồi dưỡng tình cảm mà. Tôn Phàm, mày dậy nha. Đưa mày kịch bản. Vậy đi. Chuẩn bị đó. Ok nha. Action. Tiểu Vũ à, cột dòng xa tận chân trời, biết rõ không thể giới tới được, tại sao em không chịu bỏ cuộc chứ? Là vì cột dòng không chỉ ở trên trời, cột dòng trước nay đều ở trong lòng em. Vậy nếu như em mãi mãi vẫn không thể giới theo được thì sao? Em sẽ tiếp tục không ngừng cố gắng, vì đó là ước mơ của em. Kịch bản này dở quá. Biết rõ không bắt được vẫn cướp giới theo. Trong cuộc sống hiện thực đâu có loại người này. Sao lại không? Em đây nè. Những chuyện khó đạt được gọi là ước mơ. Nguyện vọng từ nhỏ của em chính là phải bắt được cầu vồng, và nhất định phải làm được. Vậy em hãy viết nguyện vọng của em. Viết chi lời thì thầm của cầu vồng, nguyện vọng cũng sẽ thay đổi mà, biết không? Đó là vì có người không biết cái gì gọi là kiên trì. Từ nhỏ luôn miệng nói lập chí phải làm ngôi sao lớn. Nếu không vì cái tính xấu này, anh đã thành công lâu rồi. Nè, tại sao cô lại công kích nhân thân của tôi? Tôi có nói anh sao? Tôi nói là có số người. Bây giờ tôi đâu có thời gian nghĩ đến anh. Là Phương Tử Hào bảo tôi mang kịch bản đến cho anh. Mời anh đi casting. Phương Tử Hào sẽ không như vậy. Phương Tử Hào làm cái gì cũng đâu ra đó, nghiêm chỉnh, chuyên nghiệp, bụng dạ rộng lượng. Lần đầu tiên quay phim đã bỏ qua chuyện cũ tìm anh. Phải rồi, hắn cái gì cũng tốt. Hắn chính là cầu vồng mãi mãi không thể bắt được. Tôi có bắt được hay không liên quan gì tới anh. Cắt.
cắt cắt. Tôi chưa từng thấy trong những câu chuyện tình yêu nam nữ vai chính lại cãi nhau dữ như vậy. Thiệt là. Tôn Phạm, nào, qua đây, đúng là đồ vô dụng. Qua đây, thằng quỷ, tao phải chửi mày. Qua đây, mày đó, thằng quỷ. Nghe tao nói nè, lời nói có thắng, không phải là thắng. Phải thắng trong nguy hiểm, lấy nhu khắc cương mới có thể thắng. Có biết không hả? Dẫn Đồng Đồng đi uống cà phê. Uống cà phê, biết không? Có biết không? Thật ra anh có muốn tập không? Đâu phải diễn kịch câm. Tại sao không nói gì vậy? Có tập cũng không nhờ cô. Lời thoại của cả bộ phim tôi thuộc từ lâu rồi. Chỉ học thuộc lời thoại mà không biết diễn thì có ích gì chứ? Tôi còn có thể phân tích vai diễn cho cô nghe. Anh có phân tích vai diễn hả? Tại sao phải nói cho cô biết? Đúng là tôi rất thích nói chuyện với anh. Vừa khờ khạo, vừa sảng khoái. Cô bị điên hả? Lúc tôi mới lên Đài Bắc làm việc có mấy ngày, đã phát hiện tự hào của Bổng Cảng rất khác xa tự hào của Đài Bắc. Tự hào là người Bổng Cảng, nhưng hoàn toàn không thích hợp với nơi đó. Luôn có một cảm giác không ăn khớp với nhau. Còn anh thì khác. Siêu khờ, siêu thích hợp với Bổng Cảng. Anh không cảm thấy sao? Mặc kệ phương tử hào của Bổng Cảng hay phương tử hào của Đài Bắc, hắn đều là phương tử hào của cô, là cầu vồng mộng mơ của cô. Nè, lê lết bao nhiêu năm trời, cuối cùng đã lết đến được ở bên cạnh hắn làm trợ lý. Tôi thấy hắn cũng có ý với cô. Lần này cô nhớ nắm bắt cơ hội, giữ lấy hắn, đừng để người khác cướp đi. Tôi tưởng là tôi làm trợ lý cho Tử Hào, anh sẽ rất tức giận. Tại sao tôi phải tức giận chứ? Trước kia mở lời yêu thương với cô, làm gì ở Bổng Cảng buồn quá. Cô tưởng thật hả? Đâu có. Tôi cũng đùa thôi mà. Vậy thì tốt. Cô biết đó, người tôi thích phải như Tiểu Chân vậy. Nước da trắng, thân hình đẹp, dịu dàng thân thiện. Gái đẹp Nhật Bản. Cô không phải loại hình đó. Tiểu Vũ và Cầu Vồng vốn dĩ là cùng một loại, đều thuộc về thiên nhiên. Đúng không? Đúng chứ. Bộ đồ này thực chất không thích hợp với cô. Mụ đàn ông là mụ đàn ông mà. Cô tưởng là Rainbow sẽ vì cái này mà thích cô hả? Hắn chỉ lợi dụng cô thôi, đồ ngốc. Rất tốt. Tiếp tục đi. Tôi biết ước mơ của cô là giới tới cầu vồng. Tiểu Vũ, tôi chúc phúc cô. Nhìn thấy cô hạnh phúc, tôi cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Chờ chút. Cậu bị sao vậy? Hai câu lời thoại trước sau, tình cảm của cậu khác biệt lớn quá. Là gì? Kịch bản này không thuyết phục được tôi. Là sao? Phim ảnh nên mang lại ước mơ trong cuộc sống hiện thực cho khán giả. Cindy không bằng Rainbow, đích thực sẽ nói như vậy. Nhưng mà một nửa khán giả vào rạp đều là Cindy xui xẻo. Ai mà chấp nhận tốn tiền xem mình xui xẻo chứ? Tốt. Có thể thấy lần này cậu rất dụng tâm. Cậu ấy đã nói ra thắc mắc trong lòng của tôi. Đây cũng là điều mà lát nữa tôi muốn bàn với cậu. Được. Nhưng tôi cho đây chỉ là cách nghĩ một phía của Sunny.
No, no, no. Mấy cảnh ending sau cùng, tôi thật sự rất có ý kiến. Nhưng tôi cảm thấy kịch bản... Nè, hai vị đại ca bình tĩnh lại đã. Chúng ta casting trước có được không? Tôn Phạm, khá lắm. Trước kia và bây giờ, quả nhiên có tiến bộ. Cảm ơn. Chúng ta tiếp tục thử vai của Sunny nha. Nào, chúng ta thử cảnh 16, có được không? Là cảnh vai Sunny và Tiểu Vũ không đánh không quen biết phải không? Ông muốn đoạn nào? Đạo diễn à, kịch bản đã ở hết trong đầu tôi rồi. Để cậu thử một vai khác, cậu có làm không? Được. Cảnh 48. Cậu thử dùng bộ phận của Rainbow. Phải dùng cách diễn của Tôn Phàm. Ok. Tôi không bao giờ so sánh với bất cứ ai. Tôi đã quyết định. Tiểu Vũ, xin em hãy ở lại với anh. Từ nay về sau, anh không để bất cứ ai cướp em đi. Sao hả? Có ok không? Tại sao lâu quá vậy? Có bị NG không? Họ có dự ý không? Anh không sao chứ? Không tốt, không tốt, cực kỳ không tốt. Nhưng mà nhất định tôi sẽ vượt qua được. Tham gia casting lần này toàn là một số người có tiếng tăm. Nếu anh tranh thủ được vai diễn này, bất luận Phương Tử Hào có quá đáng cỡ nào, anh cũng phải ráng chịu đựng, diễn thật tốt. Không phải vấn đề của Phương Tử Hào, là Đồng Đồng. Đối mặt với cổ còn khó chịu hơn đối mặt với Phương Tử Hào. Nè, Tiểu Vũ, xin em hãy ở lại với anh. Từ nay về sau, anh không để bất cứ ai cướp em đi. Tiểu Vũ, xin em ở lại với anh. Từ nay về sau, anh không để bất cứ ai cướp em đi. Tiểu Vũ, xin em ở lại với anh. Từ nay về sau, anh không để bất cứ ai cướp em đi. Tiểu Vũ, xin em ở lại với anh. Từ nay về sau. Đồng Đồng à, vi tính bị hư hả? Đâu có. Tại tôi thấy Tôn Phạm diễn rất tốt, cho nên xem lại nhiều lần. Vậy sao? Chắc là trong lòng cô có cái gì đó. Đạo diễn, tôi không có. Cho cô biết nha, Ngô Quốc Lương lần này chắc chắn sẽ chọn Tôn Phạm. Cô đoán xem Tôn Phạm sẽ đóng vai Sunny hay vai Rainbow. Chẳng phải đã định vai Rainbow là Tử Hào đóng sao? Làm việc với những người này quyết định thay đổi bất cứ lúc nào. Cô hiểu không? Thế giới biến đổi bất cứ lúc nào. Tiểu Vũ, xin em hãy ở lại với anh. Từ nay về sau, anh không để bất cứ ai cướp em đi. Tôi chọn Tôn Phạm. Tôi đồng ý. Vậy cộng thêm một phiếu của tôi thì coi như thông qua hết. Trải qua những sóng gió đó, Tôn Phạm bất luận trên thái độ hay diễn xuất đều có đột phá rất lớn. Tôi có lòng tin với cậu ấy. Cậu ấy tuyệt đối có cơ hội trở mình. Nhưng mà tôi không nghĩ sẽ giao cậu ấy đóng vai Sunny. Với biểu hiện của cậu ấy, đóng vai Rainbow càng thích hợp hơn. Nhưng mà chẳng phải đã định trước Tử Hào là Rainbow sao? Tôi xin lỗi. Trong đĩa casting, cậu ấy diễn Rainbow khiến tôi nhìn thấy sự bộc phát, khiến tôi nhìn thấy sức mạnh của bộ phim. Tôi và Tôn Phạm từ đối lập thành chung chỗ, tin tức đạt 10 điểm, càng có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của khán giả. Dùng hắn đóng vai nam chính, vậy mới là hấp dẫn. Cậu sai rồi.
Tử Hào, cậu lần đầu tiên làm đạo diễn đã chọn Tôn Phạm đóng vai nam chính, đối với cậu mà nói là cộng điểm. Nếu cậu đồng ý chuyển sang đóng vai Sunny, vậy thì càng cộng điểm. Tôi không đồng ý. Cậu không thể không đồng ý. Tôi đang chuẩn bị dùng đến quyền quyết định cuối cùng của tôi trong hợp đồng. Quyết định này hoang đường quá. Vậy sao? Tôi không nghĩ vậy. Mạch Dấn là thầy của cậu. Cậu là học trò đắc ý nhất của ông ấy. Bây giờ tôi muốn trước mặt thầy cậu để khảo thử cậu đạo lý căn bản trong hí kịch là gì. Cậu hãy cho tôi 8 chữ. Hợp tình hợp lý. Phát sinh bất ngờ. Đúng. Cậu về nhà nghĩ cho kỹ 8 chữ này thì cậu sẽ tán thành quyết định của tôi. Alo. Ông nội. Biết rõ con đang chờ điện thoại. Sao chờ con chứ? Nè, tại sao con cứ trông chờ cú điện thoại đó chứ? Thật ra đến lúc nó phải reo thì nó reo, đâu có hư. Bởi vậy con có sốt ruột cũng vô ích. Con đang chờ kết quả casting. Ông không hiểu sức ép này nó lớn cỡ nào đâu. Bởi mới nói tuổi trẻ các con đều như vậy. Alo, tìm ai? Được, tìm con nè. Hắn nói hắn là Phương Tử Hào. Có phải là tên Phương Tử Hào mà Giao Giao rất thích đó không? Ông nội. Alo. Tôi sẽ diễn vai Rainbow. Tôi diễn vai chính. Anh đang đùa với tôi hả? Thời gian của tôi quý báu, không thích hợp lãng phí để đùa với anh. Thật hay không vậy? Phim ảnh của ngôi sao lớn Phương Tử Hào để Tôn Phạm đóng vai nam chính. Anh đâu phải loại người này. Gánh không nổi vai nam chính thì cứ nói thẳng gánh không nổi. Đừng dùng người khác để viện cớ. Nếu như tôi thật sự gánh không nổi thì anh đâu nghĩ đến dùng tôi. Này anh dám cho tôi cơ hội thì tôi sẽ cố hết sức mà làm. Cái này tương đối giống như anh nói. Nhưng anh nên biết, trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí. Muốn đóng phim của Phương Tử Hào thì cần phải là diễn viên của công ty Phương Tử Hào. Ý của anh là anh sẽ tuyển tôi? Tôi cũng không muốn. Là tình thế ép tôi không thể không làm vậy. Đây là điều kiện. Giới giải trí của các người phức tạp quá. Cho nên tôi đã nhờ anh bạn A Dân làm quản lý. A Dân, anh là người tốt. Người tốt. Người tốt không thể giúp anh đánh trận trong thế giới này đâu. Đúng vậy. Anh không lợi hại như anh lực của anh. Biết đánh trận lại còn biết gom tiền bỏ trốn. Anh làm trợ lý của anh. Tôi đồng ý tiếp nhận. Nè, tôi chưa đồng ý sẽ làm việc với anh. Tự anh suy nghĩ kỹ đi. Nội trong 3 ngày cho tôi câu trả lời. Tiểu Béo. Dạ. Tiễn khách. Dạ. Xin mời anh. Tôi còn một câu hỏi cá nhân. Tiểu Béo.
Trong kịch bản, Rainbow hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho Tiểu Vũ. Vậy ở hiện thực, Phương Tử Hào có mang lại hạnh phúc cho Đồng Đồng không? Tôi nói có. Anh có thực sự yên tâm không? Tôi nói không. Anh lại dự định thế nào? Tôi... Câu hỏi của anh thực chất không có đáp án. Hạnh phúc chỉ là hình dung từ dùng trong kịch bản. Nhưng trước đây Đồng Đồng đều tin chỉ cần nắm bắt được cầu vồng thì có hạnh phúc. Anh bao nhiêu tuổi? Hả? 27 tuổi. 27 tuổi. Một người lớn hơn tôi mấy tuổi lại vẫn còn tin lời hứa của con người có thể dùng để đảm bảo. Quả nhiên vẫn là anh tương đối thích hợp diễn vai thuần yêu. Nếu không cam tâm, không muốn buông tay như vậy, tại sao lại quyết định rút lui? Anh đã hỏi xong rồi chứ? Không tiễn nha. Cạn ly. Nghệ sĩ Tôn Phạm của chúng ta được đóng vai nam chính. Chầu này tôi đãi. Lâm Chánh Dân có, ngồi xuống. Người ta Tôn Phạm vẫn còn ngồi yên. Chỉ có anh không chịu nghiêm chỉnh gì hết. Tôi phải nhập vai. Ngày thường phải như Rainbow vậy. Lạnh nhạt, vô tình. Đừng như vậy. Ngày thường mà giống Rainbow thì không còn ai làm bạn với anh nữa. A Dân. Tiểu Dân, qua đây ngồi. Tiệc ăn mừng. Ngồi đi, ngồi đi. Tiệc ăn mừng của ai? Của Tôn Phàm. Vài năm chính lời thì thầm của Cầu Vồng, Ngô Quốc Lương và Phương Tử Hào đã chọn ảnh. Chúc mừng anh, vài năm chính. Đất đáng để chúc mừng. Em mời anh, vài năm chính. Được, chúc anh lần này không bị đổ vai nữa. Không bị nữa đâu. Giờ này thế nào? Em đang thu mấy bài hát. Công ty đĩa hát sẽ phát hành EP cho em. Khi nào xuất phim, còn có một buổi phát biểu sáng tác. Nghe ra đúng là phong cách của nữ sáng tác tài năng. Đến lúc đó, mời mọi người đi dự. Mọi người phải đi nha. Chúc ca sĩ lớn, ngôi sao lớn đều có phát triển mới trên sự nghiệp, còn trong tình yêu. Thôi thì tái hợp cho rồi. Tái hợp, tái hợp, tái hợp. Nè, nói linh tinh gì vậy? Anh uống nhiều rồi. Đúng là anh cảm thấy hai người là đôi kim đồng ngọc nữ mà. Tiểu Chân, nào, chúng ta uống. Nếu không uống, ông bố này không chịu câm miệng đâu. Đồng Đồng. Đồng Đồng, mau qua đây ngồi nè, nhanh lên. Là tôi gọi Đồng Đồng đến đó. Anh được đóng vai nam chính, chị cũng rất vui. Không sao chứ? Đâu có sao. Dù gì tất cả chúng ta đều là bạn bè mà. Đồng Đồng, nhanh lên đi. Nhanh. Nhanh nhanh. Sao chị đến muộn quá vậy? Đúng ra hết giờ làm rồi. Tử Hào bảo tôi gọi thêm mấy cuộc điện thoại nữa. Ảnh là tín đồ của công việc mà. Đành chịu thôi. Tiểu Chân, cô Du Hữu Đồng đó là tướng cưng của ông chủ em đó. Cô có làm khó dễ em không? Không có. Đồng Đồng, cô làm việc ở Fun House hả? Tôi nghĩ cũng phải thôi. Trợ lý riêng thì chỉ phục vụ cho cá nhân. Tiểu Chân, chuyện của em liên quan gì đến cổ chứ? Nè, tôi đến để chúc mừng anh. Chúc mừng thì uống đi. Chúng tôi uống nhiều ly rồi. Đồng Đồng, cô phải theo kịp tiến độ nha. Chúc mừng anh. Tôi không dám. Sau này còn phải nhờ cô. Nó giúp tôi nhiều hơn. Chỉ cần anh biểu hiện tốt, Tử Hào sẽ nhìn thấy mà. Hai người đừng có như vậy mà. Chúng tôi đâu có gì. Đẹp. Đẹp thì có đẹp. Nhưng mà không phải phong cách của tôi. Tôi không thích loại quần áo này. Vậy chứng tỏ anh không đủ tư cách trở thành ngôi sao lớn. Tôi không làm người phục chế của anh. Tại sao phải mặc những y phục của anh thích? Anh muốn bị giới báo chí chụp được một thần tượng trở lại nguyên hình cũ hả? Tôi muốn trang bị cho anh trở thành nghệ sĩ hoàn mỹ.
Tôi vẫn không tưởng tượng ra con người sao có thể biến thành cây. Lúc biểu diễn cần đến, cậu cần phải biến thành cây. Biểu diễn phải giữ gìn thể lực khỏe mạnh. Thể lực từ đâu có thì từ từ bắt đầu huấn luyện. Anh đã chọn con đường này rồi, tức là đã chọn bên ngoài cầm theo kính phóng to mà nhìn anh từng phút từng giây. Tôi biết tuyệt đối anh không phải, nhưng cái chính là anh phải học tập là một người không có khuyết điểm. Mệt quá. Đều là tôi tập. Anh đứng kế bên xem anh cũng mệt sao? Đứng kế bên xem cũng mệt không được sao? Lát nữa 6 giờ rưỡi anh Hào chờ anh ở phòng thu âm. Anh muốn đích thân anh tập hát bài tâm sự của Tiểu Vũ, hát cho Tiểu Vũ nghe. Còn phải tập hát, phải học thanh nhạc, học trang điểm, học anh văn, học cái này học cái kia, học nhiều như vậy còn mệt hơn đi lính. Anh mới bắt đầu như vậy, hành trình coi như thoáng rồi. Hành trình của anh Hào mỗi ngày đều gấp 2-3 lần của người thường. Anh Hào của cậu là siêu nhân, tôi thì không phải. Anh Hào. Dạ dạ. Dạ. Hợp đồng đã có trong tay tôi rồi. Là tiền trở lại mà, đúng không? Tôi lập tức đưa sang kia. Nè nè, tiền trở lại gì hả? Anh Hào bảo tôi mang bản hợp đồng này đưa đến một công ty có cái tên rất lạ lắm. Chuyện gì? Chuyện gì? Tiền của ba nhiều quá hả? Mà đi mua vai diễn cho con làm gì? Con mua vai diễn cho nó hả? Tại sao không sẵn đó mua cho ba luôn? Hai ông cháu đi rồi hả? Ba điên thì có. Ông nội, ông biết không? Ba đã tốn hơn 30 mấy triệu đầu tư cho Phương Tử Hào quay phim. Mày có nắm rõ không? Số tiền đó là số nợ do chú mày nhờ tao xử lý, cộng thêm cái thằng mặt trắng đó là bạn của Đồng Đồng. Từ đầu đến cuối đều là Đồng Đồng dàn xếp với hắn. Với lại nể mặt Đồng Đồng, chẳng phải cũng là nể mặt cho mày sao? Cậu nói không sai, sau này Đồng Đồng cũng là người nhà của chúng ta. Đồng Đồng dùng cách này bằng điều kiện trả nợ, giúp Phương Tử Hào giải quyết vấn đề, rồi bố thí cho con một vai diễn. Tại sao ba lại nhận lời chứ? Con chỉ muốn dựa vào thực lực của chính con. Tao không nghĩ đến sẽ nhờ mày. Chuyện của tao và của mày là hai chuyện hoàn toàn không liên quan. Ba nói vậy là sợ làm tổn thương lòng tự trọng của con. Vô dụng thôi, không còn kịp nữa. Tất cả mọi người đều xem thường con. Tao đã nói từ trước, dây dưa với những người trong ngành giải trí đều không có kết quả tốt. Được, bây giờ tao sẽ gọi điện cho Đồng Đồng, nói cho nó biết mày không diễn nữa. Khoan đã, ba có một cách khác. Nay tiền của con cũng không lấy lại được, thì chỉ bằng để ba đi diễn. Tự ái đáng bao nhiêu tiền chứ, chủ yếu là cơ hội. Không thể chịu nổi hai người, tùy ý hai người. Ba xem cháu của ba kìa. Không sao, nó sẽ nghĩ thông mà. Với góc độ của phụ nữ nhận xét, tạo hình nào đẹp nhất? Hình nào cũng đẹp. Từ sau khi Tinh Giả Chân không làm hồ ly tinh, tôi mới phát hiện cổ rất đẹp. Cổ rất đặc biệt. Đặc biệt không giống hồ ly tinh. Tôi không có năng khiếu đó. Ai nói cô không phải là người đẹp? Phương Tử Hào. Anh thật bị ổi. Casting tuyển chọn gì đó đều là giả dối. Chỉ có tiền mới là thật. Để hiệp thương với ba tôi chuyển nợ nần thành đầu tư làm phim, mới ban cho tôi một vai diễn đúng không? Lại là cô. Vì hắn, cô lừa gạt tôi cũng thôi đi, luôn cả ba tôi, ông nội tôi, cô cũng lừa. Cô chơi tôi định chơi đến chừng nào mới hả dạ đây? Anh tưởng Phương Tử Hàm và Ngô Quốc Lương có thể dùng tiền mua chuộc được sao? Có thêm cô thì khó nói lắm. Cô lập Dương Hữu Đồng. Dương Hữu Đồng. Chuyện làm phim không liên quan đến Đồng Đồng. Anh nghĩ rằng vai diễn do mua mà có được, cho nên đến nhà tôi gây sự. Anh định nói gì? Tôi không đóng nữa.
Tôi không dựa vào anh, cũng không dựa vào ba tôi. Tôi muốn dựa vào bản thân, làm nên sự nghiệp trong ngành giải trí. Tôn Phạm, anh đừng như vậy. Đừng như vậy mà. Anh giỏi. Cái giỏi của anh cũng có vậy thôi. Thiếu tự tin, đầu voi đuôi chuột. Gặp phải chuyện không dự ý thì dùng dằng không diễn để trốn tránh. Anh thích chơi trò này. Nào, tôi sẽ chơi với anh. Bây giờ chính thức nói rõ với tôi quyết định của anh. Tử Hào, hiện nay anh đang tức giận, cho nên đã nói những câu cô đừng có xem vào nữa. Cô binh giật hắn quá rồi. Phương Tử Hào, tôi không thèm đóng phim lời thì thầm của cậu dòng gì đó. Tôi rút lui. Danh nam chính, anh hãy tìm người khác. Tôi đã nhận được. Tôi cũng sẽ làm liền. Nay anh đã rút lui rồi, nếu không còn chuyện gì nữa, mời anh lập tức ra khỏi nhà tôi. Tôn Phạm, Đồng Đồng, anh điên khùng rồi, đồ đần độn. Hãy nói với bản thân em, em không để ý hắn. Nói đi. Em không để ý hắn. Tôi cần ảnh. Tôi rất cần ảnh. Trong lòng bà Phương không được có người khác. Anh sẽ làm cho em trở thành bà Phương thực thụ. Tôi phải đi tìm Tôn Phạm. Tôi không biết ảnh sẽ làm ra việc dại dột gì nữa. Tại sao vậy? Diễn hay không là chuyện của hắn. Tại sao em phải đi tìm hắn? Báo cho Ngô Quốc Lương mạch vấn họp liền. Tôi lập tức chọn người khác. Anh có thể cho tôi một chút thời gian để tôi đi thuyết phục Tôn Phạm không? Nếu em vẫn không oán không hận mà ủng hộ Tôn Phạm như vậy, thì xin em đừng gọi anh là ông xã trước mặt người khác nữa. Nếu không, hành động này của em gọi là thay lòng là ngoại tình. Không thể cướp giảng nữa hay sao? Cần cướp giảng nữa hay sao? Không biết trắng đen phải trái, làm việc lỗ mãng, không nghĩ đến thực tế. Loại người này nếu như thực sự trở thành nghệ sĩ thì sẽ biến thành trái bom không định giờ. Tôi thì vẫn chủ trương tìm người giải thích với hắn. Theo tôi thấy, hắn vẫn còn tính trẻ con. Nhưng chính vì hiểu lầm mà dở chứng trẻ con. Nói rõ rồi sẽ không sao. Mấy ngày trước cậu nói với tôi, bây giờ trông hắn rất cố gắng, rất kinh nghiệm, không phải sao? Tôi tán thành cách nói của anh Quốc Lương. Đồng Đồng và Tôn Phạm cũng thân thiết, nhờ Đồng Đồng đến nói với hắn. Nên hỏi ý kiến của ông chủ tôi trước. Tôi tin chắc Đồng Đồng sẽ vui lòng đi và sẽ dốc sức mà làm việc này. Nhưng việc đổi vai chính, quyết định chính là quyết định. Tử Hào, hãy ngưng sự độc đoán chuyên quyền. Nếu không, tôi sẽ dùng đến giao ước ba chương trong hợp đồng để ràng buộc cậu. Giao ước trong hợp đồng gặp phải trường hợp đặc biệt, chỉ hạn với nữ diễn viên. Thưa hai thầy, chúng ta chỉ trở lại điểm khởi đầu thôi. Tôi là Rainbow. Tìm ai đó đóng Sunny đâu có khó. Cứ quyết định vậy đi. Tôi còn bận việc phải đi. Buổi họp kết thúc. Tử Hào, hai kiểu của cậu chọn đã được xưởng in phát mẫu ra rồi. Cậu xem xong rồi quyết định. Ok. Cậu chủ à? Cậu chủ vẫn khỏe, có điều rất mệt. Tôi không hiểu gì hết nên không giúp được gì cho cậu chủ. Dạo này cậu chủ bận quay phim, công ty đĩa hát lại hối thúc cậu chủ tổ chức live show. Tiểu Béo, cậu chủ đang gọi tôi, liên lạc với anh sao nha. Được, bye bye. Ok. Tiểu Béo, đây là vé vào cửa của buổi ra mắt. Giữ lại 20 vé cho bên cậu. Dạ biết rồi.
Trước kia anh Lực xử lý thế nào, cậu theo đó xử lý. Đi hỏi tên giả chân trước, xem cổ cần bao nhiêu vé, đưa cho cổ. Tôi đi hỏi liền. Không còn chuyện gì nữa, tôi đi về nha. Tử Hào, thời gian tổ chức live show quyết định chưa? Promo của Hồng Kông rất muốn được đặt chỗ trước. Tôi định xong sẽ báo chị biết. Nhưng phải nhanh nha. Một khi phim ảnh tung ra, nhiều người tranh nhau tổ chức live show. Đừng để bỏ lỡ thời cơ tốt. Là ông nội. Cứ nói tôi chết rồi. Nếu tôi chết rồi sống lại mới về nhà gặp ông. Sao lại nói như vậy với người già cả? Đi đi. Chuyện gì vậy? Không có gì. Em có chuyện tìm anh hả? Đúng đúng. Thiệp mời buổi ra mắt bài hát mới của em. Anh nhớ đến dự nha. Thiết kế rất đẹp. Đưa cho anh 4 vé có đủ không? Thật ra 3 vé là đủ rồi. Anh A Dân, bạn gái của A Dân, lấy 4 vé, đủ đồng đồng cũng đi. Hai người cùng công ty, đâu cần tôi đi chứ. Hai người lại cãi nhau hả? Tôn Phàm, cơ hội duyên phận đều rất hiếm có, bỏ qua thì sẽ lỡ mất. Đừng để lỡ mất rồi mới hối hận, lúc đó thì cái gì cũng không còn kịp nữa. Công ty giúp em phát EP, lại tổ chức buổi họp báo ra mắt ký giả lớn như vậy, chắc chắn rất coi trọng em. Em nhờ có Phương Tử Hào. Vì bộ phim bấm máy, cộng thêm bày tỏ sự tha thứ cho anh Lực trên truyền thông, dạo này Tử Hào chẳng những nổi tiếng trở lại, hình tượng càng tốt hơn trước. Công ty đĩa hát bám theo ảnh, yêu cầu tổ chức live show, mời đóng phim, giúp tôi phát EP. Làm gì họ muốn lấy lòng Tử Hào? Hạ cấp vậy sao? Hiện thực xã hội mà. Vậy là em cam tâm làm tặng phẩm hả? Cái đó đối với em không bị tổn thất, là cơ hội tốt. Tại sao không chịu chứ? Mọi người đánh giá anh đều là anh nổi tiếng hay không nổi tiếng. Đến khi nổi tiếng rồi, không ai sẽ nghĩ đến anh làm sao mà nổi tiếng. Tiểu Chân, anh thấy em đã bị Phương Tử Hào tẩy não rồi, không liên quan đến ảnh. Có phải ông lại hỏi tôi mấy giờ về nhà không? Ông đang khóc. Khóc? Khóc gì chứ? Ông nói ông đang bị cảm lạnh sốt rất cao, triệu chứng rất giống bị cúm gia cầm. Ông nói ông có xem bói, năm nay là đại hạn của ông. Ông sợ chết bất tử, không được thấy mặt anh. Sức khỏe của ông còn mạnh hơn tôi. Muốn dùng chiêu này gạt tôi về hả? Anh nên về thăm ông một lát đi mà. Ở trong điện thoại ông thực sự ho dữ lắm, làm cho tôi sợ quá. Đâu biết chừng cúm gia cầm sẽ truyền nhiễm qua điện thoại. Anh dở hơi quá. Dù gì ở nhà còn có ba tôi, xảy ra chuyện gì có ông ấy sẽ ổn thôi. A Dân, lát nữa anh đưa Tiểu Chân về nha. Bà chủ, không cần thối. Được, cảm ơn nha. Tiểu Chân, thiệp mời hả? Đúng là có 6 vé. Em yên tâm đi, nhất định anh sẽ đưa dùng cho má em. Em cứ chuyên tâm luyện giọng. Về rồi hả? Ông à, lần nào ông cũng thông đồng với A Dân để gạt con. Ông gạt con từ nhỏ đến lớn mà. Không phải tại con ngốc, mà cũng không phải tại ông quá thông minh, mà vì lần nào con cũng bị mắc lừa hết. Nào,
Nào, đọc cho ông nghe. Không đọc phải không? Ông la lớn nha. Con đọc. Tất cả nội dung trong hợp đồng AB đôi bên không được tiết lộ cho người thứ ba biết. Và bên B hoàn toàn chủ quyền chọn vai trong bộ phim. Bên A đồng ý tuyệt đối không được xen vào. Đại diện bên A là ba, đại diện bên B là Phương Tử Hào. Nói vậy, ba không có quyền chọn vai. Chẳng lẽ đúng là con đã trách lầm ba, đầu óc bả đậu, giận hờn này nọ, còn hiểu lầm ý tốt của ba mày. Ai biểu không nói trước cho con biết? Cái thằng quỷ còn muốn cải bướng, còn nói người ta sai sao? Bất quá sáng mai con xin lỗi ba. Ông cho con biết nha, nhà họ Tôn chúng ta đầu tư vào trong đó nhiều như vậy, bây giờ luôn cả ông một vai diễn cũng không có. Nếu như con cũng không diễn, vậy thì nhà họ Tôn chúng ta đúng là tổn thất lớn. Ông quan tâm con được diễn hay không hả? Nếu lỗ là lỗ tiền của con trai ông. Ông sốt sắng quá làm gì? Không phải vì Giao Giao, con xin chữ ký giùm ông. Nè, ông lại mang thứ này ra. Ông... Cảm ơn con. Tiểu Vũ, cầu vồng xa tận chân trời, em biết rõ không thể nào với tới được, tại sao vẫn không chịu từ bỏ? Cầu vồng không chỉ ở trên trời, cũng ở trong lòng em. Vậy nếu mãi mãi em vẫn không nắm được thì sao? Em sẽ tiếp tục đuổi theo, vì đó là ước mơ của em. Đạo diễn Tử Hào thật sự quyết định tự đóng vai Rainbow hả? Coi bộ đã là kết quả cuối cùng rồi. Ông cũng ủng hộ Tôn Phạm, chẳng lẽ không nghĩ ra cách nào sao? Tử Hào quá tự tin. Tôi thật sự hết cách, tôi nói không lại nó. Luôn cả ông cũng nói không được, vậy chẳng phải Tôn Phạm không còn cơ hội? Tử Hào, diễn xuất của cậu không thành vấn đề, vấn đề là ở ánh mắt. Ánh mắt, ánh mắt thuần tình như nước suối trong suốt. Cậu có thể nhìn thấy cá bơi dưới khe đá trong nước suối, nhưng ánh mắt của cậu giống như nước hồ, rất đẹp nhưng quá sâu. Anh Quốc Lương à, Tử Hào căn bản không có tuổi thơ. Cậu ấy từ là trẻ con chuyển tiến thành người lớn, không có tuổi dậy thì, trước mặt người lão luyện trực tiếp lộ ra hết rồi.半夜三点寂寞若隐若现要来你在我身边将孤单通通消灭我的手你可要牢牢地牵因为我们即将起飞有了你在身边我一点都不累自信还大大加倍有我在你身边把悲伤化作喜悦让梦想全都实现